Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 37 nhất kiếm cái thế. Tác giả Đông Phương Ngọc, diễn và đọc Chương Vũ. Hoa Thiên Hồng gật đầu ra vẻ cảm động, rồi quay lại quát hỏi: Bạch Tiêu Thiên, hãy mau dẫn xác ra đây cho thiếu gia. Mắt của chàng lướt khắp quần hùng, vì linh trí đã mất đi nên không nhận ra Bạch Tiêu Thiên là ai. Tóc Thế Biểu nhíu mày nói: Bạch thúc thúc, dạng bối muốn ra đánh nhau với hắn vì Quân Nghi muội muội mà rửa hận. Vô Lượng Thần Quân hừ một tiếng ra vẻ đe dọa. Bạch Tiêu Thiên cười đáp: Tiểu tử này gặp nhiều kỳ duyên, võ công phi phạm, lão phu còn khó thắng hắn, hiền địa không phải là đối thủ của hắn đâu. Vô Lượng Thần Quân góp lời: Dằn chiều ý tầm tính khó lượng, để ta thay lão nhì người cảnh giới để phòng bị ám toán. Bạch Tiêu Thiên gật đầu chắp tay tạ rồi nhảy ra khỏi liều. Hoa Thiên Hồng mở to mắt nhìn lại rồi gọi: Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng nói: Tiểu nhi, người điên thật hay là giả điên đây? Chu Nhất Cuồng trên nóc liều nói to: Hoa Thiên Hồng, Bạch lão nhì nhục mạ người kìa. Hoa Thiên Hồng ngước mặt lên hỏi: Ai là Bạch lão nhi vậy? Là Bạch Tiêu Thiên đó mà. Hoa Thiên Hồng lập tức dung kiếm chém liền. Kiếm thuật kinh nhân khiến cho Bạch Tiêu Thiên sợ hãi nhảy lùi 5-6 thước. Hoa Thiên Hồng chợt gào lên: Được lắm, cường nhi kiều. Lại một kiếm nữa bổ sang. Bạch Tiêu Thiên kinh hãi lòng thầm nghĩ: Tên tiểu tử này quả thật là lợi hại, luyện được xuất kiếm vô thành nhanh vô tỷ. Còn may mắn nó còn đang điên loạn, nếu tỉnh trí lại thì còn có ai địch nổi với nó đây. Liền đưa hết sở học bình sinh để ra đối phó. Thiên chi đạo tồn hữu dư, bố bất túc, cương phi đạo lệ, cương nhi kiều, nhu phi tỳ nhược. Cứ mỗi một câu là Hoa Thiên Hồng quét ra một kiếm. Bạch Tiêu Thiên dùng tuyệt học chính phản phi phong đoạn hồn chưởng, dốc toàn lực mà đối phó. Hai người võ công cao cường, tạo nên trường ác đấu kịch liệt chưa từng thấy. Chưởng phát ra tuy không chạm được trường kiếm, nhưng nghe chưởng phong rà rạc như sóng triều gió lốc, cát bay đá chạy rào rào, những mái liều rung lên nghiêng ngả, cũng khiến cho toàn trường kinh hồn bạc vía. Ngay cả Vô Lượng Thần Quân, kẻ tự nhận mình là đương kim đệ nhất nhân, cũng phải nhíu mày lè lưỡi, hào khí mất đi không ít. Sau một hồi thì Bạch Tiêu Thiên cứ từng bước thoái lui. Đến kiếm thứ 6 thì lão hốt hoảng nhảy lùi đến hơn 2 trượng. Chuyện ấy nói ra thì thật khó tin, nhưng đường đường là một vị bang chủ thần kỳ bang mà bị hãm mãi vào thế hạ phong, thảm bại đến thế thì còn đâu là thể diện. Hoa phu nhân, Vô Lượng Thần Quân và Thiên Ất Tử cứ di động theo hai đối thủ. Cả hướng Đồng Lai cũng bảo 4 tên đệ tử đẩy ghế bám sát trường đấu. Trong các gian liều, mọi người đều đứng lên hết chăm chú theo dõi cuộc ác đấu. Độc gia các diêu sách xuất lãnh tam đường đường chủ và toàn bộ hoàng kỳ hộ pháp của thần kỳ bang xông vào đấu trường dây thành nửa vòng tròn. Còn phía quần hiệp cũng bị hút tới đấu trường dây nửa vòng còn lại. Vô Lượng Thần Quân mấy lần định xuất thủ tương trợ, nhưng thấy Hoa phu nhân mắt hổ đăm đăm nhìn tới, luôn luôn giám sát bên cạnh nên không dám vọng động. Cả độc gia các diêu sách mấy lần định cho thủ hạ động thủ, nhưng thấy Nhất Giáo Nhất Hội vẫn án binh bất động, quân hiệp lại sẵn sàng ứng chiến, nên không muốn thiệt thòi, vẫn kiên nhẫn đợi cờ thời cơ. Trong trường đấu chợt nghe Hoa Thiên Hồng thét to: khiêm nhi thoái kỹ. Rồi tức thì 2 kiếm liên tiếp công sang. Bạch Tiêu Thiên đã dùng hết sở học bình sinh, đến 2 kiếm cuối cùng này thì biết không thể nào đương cự nổi. Không còn cách nào hơn, đành ép thân sát đất lăn đi mấy vòng. Thuộc hạ của thần kỳ bang thất kinh sợ Hoa Thiên Hồng truy kích, nên đồng thanh hét lên một tiếng vang rền như sấm. Hơn 100 người võ công thâm hậu cùng thét lên có uy lực như bạc sơn phá thạch. Tiếng thét làm cho Hoa Thiên Hồng dừng lại ngơ ngác nhìn quanh.
Bạch Tiêu Thiên đứng lên thở phào một cái, rồi đột nhiên mắt lóc tinh hoàng chiếu thẳng vào hai mắt của Hoa Thiên Hồng, miệng lẩm bẩm đọc: Thẩm ẩn mật tu hộ trì, quyền thiết kiếm tiết thiền cơ. Hoa Thiên Hồng giật mình lùi một bước rồi quát hỏi: Cái gì? Bạch Tiêu Thiên lạnh giọng đáp: Không nhắc lại hai lần, ngươi tự mình nghĩ đi. Dứt lời dung chưởng đánh sang. Hoa Thiên Hồng thét lên: Ngươi đọc lại lần nữa xem. Chàng giận cực độ, dung quyền thiết kiếm xuất một chiêu, thiên hà tinh tán hóa thành ngàn ánh chớp đen đâm tới. Bạch Tiêu Thiên nghiến răng nói: Hôm nay không giết được ngươi, lão phu thề không làm người. Song chưởng càng xuất liên hoàn, mười mấy chưởng bước được Hoa Thiên Hồng xoay quanh vòng dây người phía sau lưng. Hoa phu nhân và Vô Lượng Thần Quân cũng xoay theo hai đối thủ. Trong cuộc chiến hôm nay, song phương đều rắp tâm tàn sát đối thủ của mình, nên chẳng cần nói đến quy củ. Dù có đồng loạt xông lên, 10 người đấu một cũng không sao, miễn là hạ sát được địch nhân là được. Vì vậy chưa bên nào dám cầm chắc phần thắng về mình, chỉ sợ bên nào liều mạng xông lên trước tất sẽ chịu thiệt thòi. Vì thế còn chờ thời cơ cũng không ai dám khinh suất. Hoa Thiên Hồng rối trí bị lạc xuống hạ phong, mới một lúc đã lâm vào hiểm cảnh. Quần hiệp thấy vậy đều khẩn trương lên chuẩn bị xông vào ứng chiến. Bọn thuộc hạ của Thần Kỳ Bang mỗi lúc mỗi áp sát và chuẩn bị công kích. Trong lúc đó thì Thông Thiên Giáo và Phong Vân Hội vẫn chưa có động tĩnh gì, chỉ bày quỷ không rõ lai lịch, chưa hề tỏ thái độ. Hoa Thiên Hồng lại thét lên: Ngươi hãy đọc lại lần nữa xem. Bạch Tiêu Thiên hừ một tiếng, lách mình nhanh như một ánh chớp, bức Hoa Thiên Hồng rơi vào mục tiêu của chính phản thi phong đoạt hồn chưởng. Lê Hoa Tiên Tử thấy Hoa Thiên Hồng gặp hiểm, nghĩ rằng khẩu quyết của Bạch Tiêu Thiên có sự quyền bí nào đó, liền đọc: Thẩm ẩn mật tu hộ trì, quyền thiết kiếm tiết thiên cơ. Không đúng, ngươi đọc lại. Hoa phu nhân lo lắng nghĩ thầm: Hoa nhi điên dại như thế, chẳng biết đó là phúc hay họa nữa. Lúc đó thì Bạch Tiêu Thiên liền xuất mấy chưởng, khiến kiếm chiêu của Hoa Thiên Hồng bấn loạn lên. Hoa phu nhân lúc này định xông tới ứng cứu cho Hoa Thiên Hồng, thì chợt cảm thấy một luồng chưởng phong đánh tới sau lưng của mình. Trong suốt cuộc chiến, bà luôn luôn theo dõi Vô Lượng Thần Quân. Bà biết rõ, nếu mình ứng cứu cho nhi tử, nhất định là lão ma đầu này sẽ không để yên, nên đã có kế hoạch từ trước. Thấy chưởng ập đến, Hoa phu nhân nghĩ thầm: Dù phải trả giá nào, hôm nay cũng quyết lấy cho được mạng người. Liền không chú ý đến nhi tử nữa, thì triển phích lịch thủ pháp, quay phát người lại, hai chân bám chặt mặt đất, hữu thủ đã vận công dương lên. Đây chính là chỗ thâm độc của Bạch Tiêu Thiên. Hoa phu nhân luyện công trong cổ động và luyện cổ một tiên bà bị thương, lão không hề báo cho Vô Lượng Thần Quân. Đến khi hai chưởng cùng xuất, Vô Lượng Thần Quân mới phát hiện chưởng tâm của Hoa phu nhân có một màu đen khác thường. Bây giờ có định tránh đi thì cũng không còn kịp nữa. Chỉ nghe bình một tiếng dữ dội, song chưởng tiếp nhau. Hoa phu nhân vẫn trụ vững không hề xê dịch, tuy nhiên mặt cũng hơi tái đi, lộ vẻ đau đớn. Trong khi đó Vô Lượng Thần Quân kêu lên một tiếng thảm, lùi mấy bước liền, miệng học máu tươi, sắc mặt tím ngắt, trông thật khủng khiếp, hơi thở chỉ còn thoi thóp. Cửu Tí Thần Chưởng của Vô Lượng Thần Quân tuy lợi hại nhưng không đương nổi, với chưởng lực của Hoa phu nhân đã tích lũy bằng chính sinh mạng của mình. Trong lúc này bỗng nhiên Bạch Tiêu Thiên cười to một tiếng đắc chí rồi công liền mấy chưởng, chợt nghe vang lên một tiếng quát như sấm. Cù Thiên Hạo và Cửu Mệnh Kiếm Khách Tư Mã Trường Thanh song song lao vào phía Thần Kỳ Bang. Độc Gia Các Diêu Sách cùng bọn Hoàng Kỳ Hộ Pháp cũng nhất loạt xông tới. Thân pháp của Cù Thiên Hạo vô cùng thần tốc, không ai sánh kịp. Chỉ thấy thân ảnh của y loáng qua, lão đã xuất hiện trước Bạch Tiêu Thiên đánh ra một chưởng. Bạch Tiêu Thiên cả kinh tự hỏi: Lão quái nhân này là ai đây? Rồi biến chiêu ngân tiếp. Hai chưởng tiếp nhau nổ ầm một tiếng, cả hai cùng kinh hãi lùi lại một bước. Chợt nghe hướng đồng lai cất giọng âm vàng: Các vị dừng tay, xin nghe lão phù nói một lời.
Bạch Tiêu Thiên nhìn quanh một lát rồi dung tay ra lệnh. Thần kỳ bán lùi lại. Bọn Diêu Sách được lệnh lập tức thi hành. Tuy mô tả lại khá dài, nhưng từ khi Hoa Phu Nhân phát chưởng cho đến lúc này chỉ có trong khoảnh khắc. Vừa ngã xuống thì Cốc Thế Biểu vội vàng chạy đến lo lắng gọi. Sư phụ! Vô Lượng Thần Quân nhõm lên thiều thào nói. Sư phụ không xong rồi. Dừng lại một chút, lại gượng hết tàn lực nói tiếp. Đi nhanh đi, lòng người khó lường, chúng ta không hợp đến. Chưa nói xong câu, mí mắt đã khép lại ngã ngửa người ra đất. Cốc Thế Biểu gào lên. Sư phụ! Rồi ôm lấy Vô Lượng Thần Quân, căm hận nhìn qua phu nhân lần nữa, rồi phóng mình lao đi. Tình thế hỗn loạn đã dần dần yên tĩnh lại. Những lời cuối cùng của Vô Lượng Thần Quân khiến mọi người suy nghĩ. Tuy là kêu huynh gọi đệ, nhưng ngấm ngầm mưu hại lẫn nhau, tranh đoạt quyền vợi. Bạch Tiêu Thiên thấy hai phái kia không hành động gì, thì liền bảo thủ hạ rút về liều, mọi người cũng trở về chỗ cũ. Giờ thì chỉ còn lại Hướng Đông Lai và Hoa Thiên Hồng còn ở lại dưới pháp đài. Hướng Đông Lai quay sang hỏi. Xin hỏi giáo chủ, kiện tiếu đại hội sẽ kéo dài bao lâu vậy? Thiên Ất Tử lên tiếng đáp. Dự định 7 ngày 7 đêm. Hướng Đông Lai ngẩng lên nhìn trời rồi nói. Bây giờ sắp đến ngọ, vậy là đã qua 1 ngày đêm. Thì ra trong cốc không thấy mặt trời, kỳ thực là đã qua giờ ngọ. Thiên Ất Tử vuốt râu cười hỏi. Hướng thí chủ nói thế có ý gì? Chúng ta đến đây là khách, kiện tiếu đại hội lại kéo dài tới 7 ngày. Chắc giáo chủ không thể để chúng ta chết đói ở đây chứ? Thiên Ất Tử cười hô hố nói. Lương vật đã chuẩn bị chu toàn, chỉ sợ quần hiệp đa nghi nên chưa dám sai thủ hạ phụng dân. Giáo chủ thần phận thế nào, đâu phải hạng hạ độc vào đồ ăn thức uống. Hơn nữa giáo chủ đứng ra chủ trì đại hội, làm thế sao phải đạo đãi khách? Hướng thí chủ giáo huấn rớt phải. Thiên Ất Tử nói xong đi vào hậu cốc. Hướng Đông Lai cũng sai 4 tên đệ tử đẩy ghế vào liều của quần hiệp. Bây giờ Triệu Tâm Cô lẫn quẩn bên Hoa Thiên Hồng vì sợ chàng gặp phải chuyện rắc rối. Rồi một lúc bước đến gần hỏi. Tình nhi, người có nhận ra ta không? Hoa Thiên Hồng lại thét lên. Hãy đọc lại lần nữa xem. Đồng thời dung kiếm chém sang Triệu Tam Cô, nổi giận dung trượng lên đỡ liền quát to. Nghiệt suốt, người điên rồi. Chỉ nghe phật một tiếng, chiếc trượng của Triệu Tam Cô bị thanh thiết kiếm chém đứt gọn. Triệu Tam Cô ngẩn người kêu lên. Suốt sinh, người muốn chết hay sao? Trong cơn tức giận, vừa tiếc cây ưng đầu trượng, lão bà định cho Hoa Thiên Hồng mấy bạt tay, nhưng vì sợ thiết kiếm vô tình nên không dám tới gần. Hướng Đông Lai cười nói. Xin Triệu lão thái bớt giận, lão hữu tự có biện pháp. Triệu Tâm Cô nhướng cao đôi mày rồi lên tiếng nói. Nếu có biện pháp thì mau làm hắn tỉnh trí lại đi. Ta không giận cho hắn một trận là không có được. Bây giờ Tần Quyến Phụng ở trong liều thấy ầm ĩ đã chạy ra. Hoa phu nhân lúc này nói. Tam Cô và Quyển Nhi vào đi, không cần phải lo đâu. Triệu Tam Cô còn lườm Hoa Thiên Hồng một cái nữa. Tần Quyến Phụng cúi nhặt nửa chiếc ưng đầu trượng, rồi cùng với Triệu Tam Cô đi vào bên trong liều. Hướng Đông Lai dùng truyền âm nhập mật nói những gì đó vào tai của Hoa Thiên Hồng. Hoa Thiên Hồng giật mình quay ngoắt lại, chầm chầm nhìn Hướng Đông Lai. Hướng Đông Lai thầm nghĩ, xem ra thằng tiểu tử này chỉ là tâm thần chuyên nhất. Tuy bị tẩu quả nhập ma, nhưng thần trí hãy còn chưa bấn loạn. Nghĩ đoạn dùng truyền âm nhập mật nói thêm. Vừa rồi Bạch Tiếu Thiên lừa ngươi đó. Nài lão hữu lấy kiếm kinh bổ di đọc hết cho ngươi một lượt, hãy chú ý lắng nghe. Dừng lời lại một lát bắt đầu đọc. Thiên chi đạo tổn hữu dư, từ đầu đến cuối vừa đúng 58 chữ. Hoa Thiên Hồng mắt phượng mở tròn xoe, lộ vẻ kinh ngạc, môi mấp máy như muốn nói điều gì. Hướng Đông Lai lại dùng truyền âm nhập mật đọc lại kiếm kinh lần nữa rồi nói. Người nghe rõ cả rồi chứ? Nếu chưa nhớ thì cứ hỏi, nếu thuộc rồi thì gật đầu. Hoa Thiên Hồng mấp máy đôi môi,
lẩm nhẩm đọc một lúc, sau đó gật đầu. Chợt nghe Chu Nhất Cuồng từ trên nóc liều hỏi: Hoa Thiên Hồng, các ngươi làm gì vậy? Đừng náo chuyện. Hướng Đông Lai cười nhẹ giọng nói: Hài tử, ở đây không có chỗ của ngươi đâu, rất có thể tất cả đều sẽ cùng chết ở đây, không ai được sống sót thoát được đâu. Người tuổi trẻ tương lai còn dài, nên sớm rời khỏi chỗ này đi. Hoa Thiên Hồng sửng sốt, nhìn một lúc rồi quay lại nhìn chúng nhân tụ tập ở dưới cốc, thần thái như mơ mơ hồ hồ bất định. Hướng Đông Lai quay mặt vào liều gọi: Hoa Dân. Hoa Dân chạy vội ra hỏi: Hướng gia có gì sai bảo? Hướng Đông Lai lại dùng truyền âm nhập mật nói: Thiếu gia người tâm thần chưa tỉnh, nếu lưu lại trong cốc này khó tránh quả sát thân. Người hãy dẫn nó ra khỏi cốc thoát đi, chờ khi nào thần trí ổn định rồi lại nói. Hoa Dân thấy điều này rất hợp ý mình, nhưng vẫn còn băn khoăn, trả lời cũng bằng truyền âm nhập mật. Hướng gia nghĩ rất đúng, nhưng chủ mẫu người nói gì thì đã có ta đảm trách. Chiến cuộc sắp nổ ra, hãy mau đi đi. Hoa Dân nghĩ thầm, giang hồ tam hải, một khi liên thủ thì thế lực vô cùng lớn lao. Chúng ta chỉ lừa thừa mấy người, dù có phục được đại hận cũng khó bảo tồn được tính mạng. Hoa Dân ta chết không đáng tiếc, nhưng Hoa gia chỉ còn một chút cốt nhục là thiếu gia đây. Nghĩ thế liền có ngay chủ ý, không thèm quản đến phu nhân nữa, liền cúi mình nói: Tiểu nhân xin nguyện nghe lời sai bảo, hoài vọng hướng gia khuyên chủ mẫu tôi mấy câu. Lão hữu hiểu, người mau đi đi. Hoa Dân vội vàng nhìn Hoa Thiên Hồng nói: Xin thiếu gia theo lão nô. Rồi quay người hướng ra cốc khẩu. Hoa Thiên Hồng ngơ ngác đưa mắt nhìn Hướng Đông Lai, người vừa đọc kiếm kinh bổ di cho chàng, hiển nhiên là người đáng tin cậy nhất. Hướng Đông Lai mỉm cười dịu dàng nói: Hài tử, hãy mau theo hắn đi, kiếm thánh Ngu Cao chờ ngươi ngoài cốc đó. Hoa Thiên Hồng chớp chớp ánh mắt rồi xốc cây thiết kiếm lên, sải bước đuổi theo. Độc Gia Cát Diêu Sách thấy chủ tớ của Hoa gia đã ra khỏi cốc, lòng đầy hồ nghi lên tiếng nói: Bàn chủ, chúng ta có nên chặn hai tên đó lại không? Bạch Tiêu Thiên lắc đầu đáp: Tiểu tử đó chẳng phải là hạng tham sinh quý tử đâu, mẫu thân của hắn còn ở trong cốc, nó nhất định là sẽ quay lại thôi. Nhưng nó linh trí đã mất, chỉ sợ Hoa Dân lão nhì dẫn nó đi mất không trở lại đâu. Bạch Tiểu Thiên nghe nói cả kinh, vội nhìn ra thì đã thấy chủ tớ của Hoa Thiên Hồng đi đã xa rồi, không thấy đâu nữa. Lão vừa đứng lên định ra lệnh đuổi theo thì chợt nghe Hướng Đông Lai cười kha khả nói: Bạch Tiêu Thiên, mau lại đây nghe lão hủ giảng về chuyện kiếm thánh Ngu Cao đây. Bạch Tiêu Thiên không biết làm thế nào, bây giờ dù có đuổi theo cũng đã muộn, đành liếc xéo Hướng Đông Lai với vẻ giận dữ. Thông Thiên giáo chủ Thiên Ất Tử đi ra khỏi liều cười nói: Hướng thí chủ đáo để, câu chuyện là thế nào, bần đạo xin rửa tai nghe đây. Hướng Đông Lai không đáp, nhìn Bạch Tiêu Thiên rồi hỏi: Bạch Tiêu Thiên, di ngôn của bài kiếm thánh Ngưu Cao người đã đọc chưa? Bổn bàn chủ đã đọc, vậy thì sao? Thiên Ất Tử cười chen vào nói: Bần đạo có nghe tiền sư nói lại rằng kiếm thánh Ngưu Cao thịnh danh vào cuối nhà Đường, được coi là một trong những vị tổ sư của võ lâm kiếm thuật, thần thông phẩm cách thánh thiện, tiếc rằng mệnh yếu, kiếm pháp đã bị thất truyền rồi. Bạch Tiêu Thiên lúc này cười nhạt ngắt lời: Đạo huynh biết cố sự võ lâm không ước, chỉ tiếc rằng ở tế dông đàn này không thích hợp đàm kim luận cổ, mọi chuyện đều có thể xảy ra. Tỷ như vừa rồi Lý Vô Lượng tự nhận mình là thiên hạ vô địch, không coi ai ra gì, vậy mà Hoa phu nhân chỉ phát một chưởng đã lấy ngài mạng của hắn. Bạch Tiêu Thiên nghĩ thầm: Đúng vậy, Chiều Văn Ý vừa phát chưởng, nếu đánh vào mình thì cũng mất mạng. Xem ra chuyện hôm nay cần phải thận trọng mới được. Thông Thiên giáo chủ nói: Kiếm thánh Ngu Cao viết gì trong di ngôn, Bạch huynh có thể đọc lại cho mọi người cùng nghe để tăng phần kiến thức không? Bạch Tiêu Thiên gật đầu.
Quả thật Bạch Mộ có đọc qua một lần trên tấm văn bia. Nếu các vị muốn nghe thì Bạch Mộ đọc lại không hại gì. Rồi y hắn giọng đọc. Khi người thành nghệ, hãy dùng quyền thiết kiếm để hành đạo giang hồ. Nhớ lời giáo huấn, dù danh mãn thiên hạ cũng chớ kiêu căng. Quyết tâm trừ hại, nếu không danh quỷ một ngày. Lúc đó chỉ nên quỷ thiết kiếm, chẳng nên bàn vô sự làm gì. Tỉnh trùng tinh tuệ, thánh nhân đã dạy. Lỗi đừng ngại sửa, dù có mắc phải lỗi lầm, cũng phải ngẫm nghĩ ra. Là sai lầm vẫn trùng xuất giang hồ. Lấy công chuộc tội, mỗi ngày làm một việc thiện 10 năm như thế một ngày. Đọc tới đó thì ông ta ngừng lại. Bây giờ trong cốc, bầu không khí im phăng phắc, cả nghìn con mắt đều ngưng tụ trên người của Bạch Tiêu Thiên. Chợt từ trên nóc, Chu Nhất Cuồng gọi to: Bạch Lão Nhi, còn gì nữa? Bạch Tiêu Thiên lại đọc tiếp: Lúc này tuy có quyết kiếm giúp sức, công lực đã cao, một cọng cỏ lá cây cũng có thể địch lại bất kỳ ai trong thiên hạ. Sau này sẽ khinh kiếm thắng trọng kiếm, kiếm gỗ thắng thiết kiếm. Phải hiểu đạo lý đó, càng cần mẫn luyện công, càng đủ sức hành thiện. Dù sống trăm tuổi cũng quay lại cội nguồn. Dù công danh hiển hách cũng phải niệm sư môn một phái. Không phải vì ta đã tuyệt mà coi nhẹ giáo huấn, phải lấy kiếm kinh bổ khuyết cho võ học của mình. Chu Nhất Cuồng sốt ruột quát lên: Vì mà ngươi toàn đọc giáo huấn của tên cha căn chú kiết nào vậy hả? Hãy mau đọc kiếm kinh đi. Bạch Tiêu Thiên thông thả lại đọc tiếp: Thiên chi đạo, tổn hữu dư, bổ bớt tốt, cương phi bạo lệ, cương nhi kiều, nhu phi tỳ nhược, khiêm nhi thoái, khiêm thoái nhi kỹ, thầm hộ trì tu ẩn mật, khu quỷ kiếm tiết tiền cờ. Lê Hoa tiên tử chợt kêu lên: Lão khoét Bạch Tiêu Thiên, thì ra ngươi đã lừa tiểu qua. Chẳng trách gì hắn cứ một mực bảo đọc đi đọc lại. Bạch Tiêu Thiên lúc này muốn cười nhạt mắng lại, nhưng nghĩ mình là chủ một bang mà đi đấu khẩu với nữ nhi tiểu bối thì mất thanh danh đi, nên nhịn lại. Bây giờ những vị cao nhân đều lẩm bẩm mấy câu khẩu quyết. Thông Thiên giáo chủ Thiền Ất Tử ngẫm nghĩ một lúc rồi đánh ra một chưởng kêu to: Quả thực là rất diệu, Bạch huynh. Còn gì nữa? Bạch Tiêu Thiên lại đáp: Những hàng chữ sau đã bị người khác xóa đi rồi. Chỉ trừ người đầu tiên phát hiện ra nó, ngoài ra không ai đọc được. Thiên Ất Tử nghĩ thầm: Không sai. Nếu ở địa vị mình phát hiện thấy kiếm kinh bổ gì, sau khi nhớ kỹ cũng xóa hết. Thậm chí mấy câu đầu cũng không muốn cho ai đọc được. Đột nhiên Chu Nhất Cuồng từ trên nóc liều phi thân xuống trước mặt của Hướng Đông Lai rồi nói: Lão Hướng, chúng ta hãy kết giao bằng hữu đi, thế nào? Hướng Đông Lai cười kha khả đáp: Tuyệt lắm, ngày xưa trong số 5 người dây hại lão phù có cả người nữa. Nhưng người đã bị báo ứng rồi, chúng ta đều là người thân tàn phế, đồng nạn tương liên, vì thế nên chuyển thù thành bạn mới đúng. Chính thị Hướng lão đệ, người trước hết hãy nói rõ chuyện tấm văn kinh và di ngôn của Ngũ Cao. Lão Chu ta linh cảm rằng những chuyện đó với nhau, kiềm kiếm của người rất có quan hệ. Thông Thiên giáo chủ vội vàng bước đến một bước rồi run giọng nói: Chu huynh suy đoán không sai, Hướng thí chủ, trong hồ lô quả thật có nhiều chuyện thú vị đó. Hướng Đông Lai ngửa mặt cười một tràng dài, hồi lâu rồi mới lên tiếng nói: Giáo chủ, Chu lão đệ, các người có biết rằng trong Mai Kiếm Quyệt trước đây vốn không có vật gì, sao mới đột nhiên xuất hiện di ngôn kia không? Chu Nhất Cuồng lúc này nói: Đó chính là điều huynh đệ muốn biết đồ. Thiên Ất Tử nhíu mày hỏi: Theo ngữ khí của Hướng thí chủ thì chẳng lẽ chính thí chủ đã dựng lên chuyện di ngôn? Hướng Đông Lai nghiêm giọng nói:
Quả thật lão hữu đã làm việc đó, nhưng là chuyện nghiêm túc, hoàn toàn không phải trò đùa. Nhậm Quyền cất giọng thâm độc. Người nghiêm túc chỗ nào? Ta đố rằng ngươi chỉ dựng chuyện cốt suối dục mọi người tranh đoạt thôi. Thánh nhân đã dạy, vật phải tự hủy để trùng sinh. Nếu người ta không sinh lòng tham lam thì lão hữu dù có dở trò cũng vô ích thôi. Thiên Ất Tử lúc này cười nói. Phật gia nghiêm cấm tham tâm, Thông Thiên giáo lại không có điều cấm kỵ nào. Hướng thí chủ hãy nói rõ chuyện đó ra đi. Hướng Đông Lai trầm giọng kể. Nhiều năm về trước, Di Ngôn bìa của kiếm thánh Ngu Cao đột nhiên xuất hiện ở Tây Vực. Ngoài ra còn có một thanh quyền thiết kiếm và một thanh kim kiếm nhỏ, cùng chiếc tráp lão hủ mang theo đây. Cả bốn thứ bảo vật đó không biết bằng cách nào rơi vào tay tiên tổ của lão hủ. Chu Nhất Cuồng lúc này lên tiếng nói. Nói vậy cũng có lý, giả dụ có người từ Tây Vực đến tiềm ẩn ở Trung Nguyên, tưởng có bảo bối gì trong Mai Kiếm Quyệt nên mới đào mang về Tây Vực. Hướng Đông Lai cười nhạt. Nếu vậy tiền tổ lão hữu bị mang tiếng là đạo tặc mất rồi. Thiên Ất Tử nóng lòng muốn nghe liền nói. Cái đó không có quan trọng, sau đó thì thế nào hả? Chuyện sau đó thì dài, chúng ta nên lược bớt những chi tiết không cần thiết. Chỉ biết hiện tại pho Di Ngôn của kiếm thánh đang ở trong chiếc hộp này. Những lời đó vừa nói ra, lập tức cả nghìn đôi mắt di chuyển sang chiếc hộp nhỏ trên đầu gối của Hướng Đông Lai nhìn không chớp. Hướng Đông Lai cười to, quay sang bảo một tên đệ tử. Người hãy đưa cái hộp đó cho chư vị anh hùng nhìn qua đi. Chợt nghe Lan Hoa tiên tử kêu lên. Khoan đã. Hướng Đông Lai nhíu mày hỏi. Cô nương còn có cao kiến gì? Lan Hoa tiên tử cười nói. Hướng lão tiền bối, vị Ngô Cao xưng hiệu là kiếm thánh, tất ngoài kiếm thuật siêu phàm còn có nhân phẩm cùng thánh thiện, có đúng như vậy không? Hướng Đông Lai gật đầu nói. Đúng vậy, nếu thế thì pho kiếm kinh nên trao lại cho người có phẩm cách hoàn mỹ và tài đức song toàn mới đúng chứ. Chu Nhất Cuồng sẵn giọng nói. Người lôi thôi cái gì đây? Ta không muốn để Di Ngôn của kiếm thánh rơi vào tai hạng vô sĩ. Chu Nhất Cuồng giận sôi lên quát. Người nhục mà ai vậy hả? Đừng có tưởng chút bản lĩnh của người dọa được mọi người. Lão chù ta không coi độc vật của cửu độc tiên cơ vào đâu đâu. Hướng Đông Lai chợt hỏi. Thì ra cô nương là cao túc của cửu độc tiên cơ, nhưng chẳng hay là đệ tử thứ mấy vậy? Ta là lão đại, sao còn có 12 sư muội nữa? Hoa Thiên Hồng là tình lang của tiểu sư muội ta. Hướng Đông Lai cười nói. Thì ra cô nương là Lan Hoa tiên cô, trong Miêu Lĩnh Tam Tiên, xin chớ trách lão hữu thất kính. Không dám, Hướng lão tiền bối biết nhân vật trên giang hồ thật không ít. Không dám giấu cô nương, ý lão hữu muốn là đem pho kim kinh này ra cho Hoa công tử. Chính vậy, phải vậy mới đúng chứ. Hướng Đông Lai nói tiếp. Tiếc rằng Hoa công tử hiện tại thần trí không tỉnh. Nếu lão hữu tặng pho kiếm kinh này cũng là vô dụng. Nói chưa chừng còn khiến cho Hoa công tử lại mất mạng nữa. Lê Hoa tiên tử lạnh giọng nói. Vậy là ngươi định lừa tiểu Hoa sao? Ai dám lấy mạng nó chứ? Hoa đại hiệp đối với ta có ơn cứu mạng. Lão hữu đâu thể lấy oán báo ơn. Vậy có đúng trong hợp này là pho kiếm kinh không? Đương nhiên rồi, nó là tâm huyết cả đời của kiếm thánh Ngu Cao đúc kết trong đó. Vậy thì theo ý của ta, nếu quả thật tiền bối thuộc tam thì hãy đưa nó cho Hoa phu nhân, sau này sẽ trao lại cho Hoa Thiên Hồng. Hướng Đông Lai lắc đầu nói. Theo lão hữu biết thì Hoa phu nhân đã tử tâm, đã quyết tử ở tí ngọ cốc này rồi. Vì thế đưa cho bà ấy chỉ làm lợi cho người khác thôi. Tuy nhân hiện tại lão hữu chỉ để mọi người quá một, còn giao tặng cho ai thì tạm thời chưa nói tới. Lê Hoa tiên tử cười khanh khách rồi lên tiếng nói.
Nếu là chỉ nhìn qua thôi thì cho ta nhìn một chút có được không? Hướng Đông Lai cười nói, vị cô nương này thật tinh quái lắm. Rồi quay lại báo tên đệ tử, Quyền Thanh đưa kiếm kinh cho cô nương coi đi. Thiếu niên được gọi là Quyền Thanh cúi đầu giả một tiếng, rồi đến trước Hướng Đông Lai cúi người bưng chiếc tráp nhỏ lên hai tay dâng lên. Lê Hoa tiên tử cầm lấy xem, chỉ thấy chiếc hộp dài chừng 8 thất, rộng 4 thất, để vừa dặn một pho sách. Mặt tráp màu vàng lóng lánh, trên mặt viết hai chữ theo lối cổ truyện, kiếm kinh. Tuy chiếc hộp giống như làm bằng vàng khối, nhưng lại thấy có khe hở nào, lại cũng chẳng thấy có nắp, chẳng biết mở nó ra làm sao. Lê Hoa tiên nữ liền xoay lại một lúc rồi mới cười nói, hài thật, chẳng trách gì lão tiền bối cứ tự nhiên như không. Bảo vật mà dễ dàng nhìn thấy được trước mắt mọi người thì trong đó có cơ quan. Hướng Đông Lai cười hô hố đáp, lòng người khó lường, lão hổ lại không phải là kẻ ngu ngốc. Chu Nhất Cường lúc này bỗng quát lên, cơ quan gì, đưa cho lão phu xem. Lê Hoa tiên tử cười nói, người muốn xem thì hãy xuống đây mà xem. Chu Nhất Cường trợn mắt thét lên, người muốn chết. Dứt lời đơn chưởng dùng lên đánh tới. Lê Hoa tiên tử cười khanh khách lướt người tránh khỏi. Hướng Đông Lai chợt nói, Chu lão đệ đừng lo, phò kiếm kinh này là vật chí bảo. Chỉ trừ người cuối cùng là chủ nhân, ngoài ra không ai đọc được một chữ nào đâu. Chu Nhất Cường thu chưởng lại hỏi, tại sao vậy? Bất kỳ ai đã đọc qua vài câu trong kiếm kinh rồi, đầu não sẽ bị nhập tâm, không thể buông nó ra được nữa. Vì sao vậy? Chu lão đệ, người không thấy qua thiên hồng chỉ mới biết có mấy câu đầu, mà kiếm pháp thần diệu quy lực vô tỷ đến mức nào, bạch lão tràng chủ cũng không đương cự nổi, đủ thấy ai có trong tay kiếm kinh sẽ trở thành vô địch đó. Chu Nhất Cường nghĩ thầm, hắn nói thế không sai. Vừa rồi nếu bạch lão nhi không đọc bậy làm bấn loạn tâm thần của Hoa Thiên Hồng, chỉ sợ là chết dưới kiếm của thằng tiểu tử đó rồi. Bạch Tiêu Thiên lúc này cũng ngẫm nghĩ, ta biết rõ kiếm kinh chỉ vẻn vẹn có năm 18 chữ, làm sao có quy lực làm người ta trở thành thiên hạ vô địch được chứ. Lão thầm đọc lại một lần, quả nhiên nghiệm ra trong kiếm kinh tàng chứa võ học uyên thâm, mỗi câu mỗi chữ đều mở ra khả năng hấp thụ kiếm thế tối thượng vô hạn. Chỉ nghe trang chủ Thiên Ất Tử lên tiếng nói, Hướng thí chủ, các vị đấu khẩu với nhau mãi bần đạo sốt ruột quá rồi, không biết thật giả ra sao, hãy để bần đạo xem qua một chút, xem rốt cuộc nó có quy lực như thế nào đây. Hướng Đông Lai lên tiếng đáp, đương nhiên. Rồi ngoảnh mặt lại nhìn Lê Hoa tiên tử nói, cô nương đã quá một, giờ hãy nhường cho mấy vị này đi. Lê Hoa tiên tử cười khanh khách đáp, đồ vật này quý báu như thế, ta lại không muốn rời đi. Vật đã có chủ, cô nương dù muốn hay không thì cũng phải đành chịu vậy. Lê Hoa tiên tử dẫu môi nói, thì đây vậy. Rồi dũng lực đẩy chiếc hộp ra, tình cờ rơi thẳng đến trước mặt của Bạch Tiêu Thiên. Bạch Tiêu Thiên thấy tim của mình nhảy dựng lên bụng bảo dạ, thật đây là thiên hạ muốn lão phù trở thành độc bá thiên hạ sao? Liền cúi xuống nhặt lấy chiếc hộp lên. Thiên Ất Tử quát lớn, không được đụng vào. Dứt lời phát chưởng, một luồng tiềm lực vô hình vô thanh ập tới lưng của Bạch Tiêu Thiên. Chu Nhất Cường cũng dung tiếp đơn chưởng. Nhiễm Quyền thấy hai người xuất thủ cũng ngầm đánh ra một chưởng. Ba chưởng cùng một lúc nhằm vào Bạch Tiêu Thiên đánh tới, khí thế hung mãnh dị thường. Bạch Tiêu Thiên vừa kinh vừa nộ, nhún mình nhảy vọt lên cao hai trượng, vừa tránh được ba luồng chưởng phong. Bỗng nghe bình một tiếng dữ dội, ba luồng chưởng lực giao nhau làm đất cát bắn lên rào rào. Sau một lúc quang đãng, lại vẫn thấy chiếc hộp nằm nguyên vị trí cũ. Bạch Tiêu Thiên đáp xuống, sắc mặt tái xanh quát lớn, Thiền Ở Tử, người muốn vào thủ với lão phù sao? Chu Nhất Cuồng lên tiếng nói, Thiền lão tạp chủng, bạch lão nhì khiêu chiến với người đó.
Thông Thiên giáo chủ cười kha khả nói: Bạch huynh sao nóng nảy vậy? Bạch mổ tuy không phải nóng nảy nhưng không biết nhịn hai lần đâu. Thiên Ất Tử, Chu Nhất Cuồng và Nhậm Quyền đưa mắt nhìn nhau, rồi đột nhiên cùng dung chưởng đánh sang Bạch Tiêu Thiên. Lúc này Bạch Tiêu Thiên đã cúi xuống lần nữa, tài đã sắp chạm đến chiếc hộp vàng. Nghe chưởng phong ập đến, biết rằng nếu mình lấy được kiếm kinh thì tất bị thương dưới chưởng của ba người. Không biết làm sao, lão đành nhảy sang bên tránh hai luồng chưởng lực của Chu Nhất Cuồng và Nhậm Quyền. Hướng Đông Lai reo lên tán thưởng: Thần pháp cái thế, quy danh thần kỳ bang, quả nhiên không có hư danh. Bạch Tiêu Thiên giận đến tái mặt, y dung chưởng nhằm vào Thông Thiên giáo chủ rồi đánh sang. Thiên Ất Tử thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ ra mặt đối địch với mình thì tức giận quát lên: Bạch huynh, người muốn đánh nhau với ta thật sao? Tả chưởng đã ngầm dẫn sẵn công lực lập tức phát ra. Bạch Tiêu Thiên cảm thấy luồng chưởng phong uy mãnh quá không thể khinh thị, đành tránh sang một bên. Nhậm Quyền thấy Bạch Tiêu Thiên chỉ cách có năm thước, lưng lại hướng sang phía mình, không bỏ lỡ cơ hội đánh ngay ra một chưởng. Cả ba người đồng thời xuất thủ, gần như đồng thời, trước sau chỉ trong chớp mắt. Chu Nhất Cuồng chớp lấy thời cơ đâm bổ tới phò kiếm kinh. Nhưng ba người kia tùy phát chưởng, nhưng mắt vẫn không rời chiếc hộp, thấy vậy cũng đổi thế đánh sàn Chu Nhất Cuồng. Chu Nhất Cuồng cười lên hô hố, chỉ lăn đi mấy vòng đã tránh khỏi chưởng lực của ba người, tài giữ chặt chiếc hộp vàng. Lão phần nhân tứ chi đã bị mất ba, nay cánh tay nguyên vẹn duy nhất lại cầm chiếc hộp, sau khi lăn đi hết lực đành dừng lại, lập tức bị Bạch Tiêu Thiên, Thiên Ất Tử và Nhậm Quyền dây lấy. Chu Nhất Cuồng hiểu rõ rằng trước mặt chỉ là kinh dịch, ở Tí Ngõ Cốc này mình sẽ không gặp chút lần thuận lợi nào cả. Nay trong tay đã cầm chiếc hộp thì có một cánh cũng khó mà thoát thân. Lão nghĩ bụng, chẳng quản sống chết gì, cứ cười lên hô hố một trận cho đã rồi lại tính. Nghĩ vậy lão ta làm thế thật. Sau một tràng cuồng tiếu, lão lên tiếng hỏi to: Hướng lão nhì, trong hộp này có đúng là kiếm kinh hay rắn rết đây hả? Chưa dứt câu thì sắc mặt của Chu Nhất Cuồng chợt biến, tài lỏng ra cơ hồ đánh rơi chiếc hộp. Thông Thiên giáo chủ cười hỏi: Lão Chu, rắn rết cắn người sao, ném sang đây đi. Chu Nhất Cuồng đảo mắt nói: Nhậm Quyền cầm lấy, ta nhường cho người đó. Rồi ném chiếc hộp sang. Nhậm Quyền thầm nghĩ: Chu Nhất Cuồng đối với ta chỉ có hận thù, đâu lại có lòng tốt như vậy, tất có thủ đoạn gì đây. Đang do dự thì chiếc hộp đã lăn lóc ở trước mặt rồi. Lão nghĩ rằng đây là vật tuyệt thế, dù có mạo hiểm cũng không thể bỏ qua, liền phất tay áo cuốn lấy chiếc hộp vào trong làng giải rộng, rồi đánh mắt nhìn sang, thấy năm ngón tay của Chu Nhất Cuồng đã đen sạm lại, hiển nhiên là trúng phải một loại chất kịch độc nào đó. Bạch Tiêu Thiên cũng nhận ra điều đó, nghĩ bụng: Thật là dễ sợ, nếu vừa rồi mình lấy được chiếc hộp thì đã trúng độc rồi. Nghĩ vậy mồ hôi toát ra. Thiên Ất Tử cười nói: Bạch huynh, Chu lão nhì đã cứu người đó, đừng quên ân nghĩa đó nha. Bạch Tiêu Thiên lúc này lên tiếng mỉa mai nói: Tâm trường của giáo chủ thánh thiện như vậy, huynh đệ đã lỡ trách làm người tốt. Nhậm Quyền bấy giờ tranh thủ hai người bận đấu khẩu đã lén bỏ đi, nhưng đâu qua mắt được đồng bọn. Chỉ vài bước nhảy, Bạch Tiêu Thiên và Thiên Ất Tử đã chặn ngay trước mặt của lão rồi hỏi: Nhậm huynh quên mất rằng giang hồ tam đại có Minh Ước sao? Huynh đệ không dám quên. Nhưng Minh Ước chỉ quy định cùng công thủ mà không hạn chế, không cho phép huynh đệ nhận lễ vật của bằng hữu. Thiên Ất Tử nói: Trong giang hồ lấy nghĩa khí làm đầu, đã là Minh Ước tất có nạn đồng hưởng, có phước đồng chia. Nếu Nhậm huynh thấy lợi quên nghĩa như vậy thì đâu còn là Minh Ước nữa chứ. Quý thính giả thân mến, phần 37 của Nhất Kiếm Cái Thế, tác giả Đông Phương Ngọc đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để theo dõi tiếp phần thứ 38 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.